Cái này cái cây trung nu nha các bạn. Có mấy cái cành sơ sơ trung nu nè. Giống này nu dữ lắm. Cục luôn, cây này nu đẹp lắm các bạn. Cái lô này hồi xưa mình mua cũng cũng mắc tiền, chúng ra cũng không rẻ đâu. Cái này hồi xưa mình mua lô cũng 700-800 ngàn những cây, mình không nhớ hết nữa. Còn sót lại có hai cây trong vườn. Cái này cây quanh cái này khoảng cái tay mình cầm không hết, cái này chắc khoảng 26-27. Còn những cái cụm gốc thì lớn hơn. Nó mới ra tược nè, sum xê. Nu quá trời, các bạn thấy không? Trung nu nha các bạn. Trung nu nhưng mà cái giống nu này nó nhọn. Còn trung nu là thường thường là cái nu nó hơi tròn. Chiều cao tới đây chắc khoảng 30 thôi, 28-30. Cái này đóng thùng xốp á, gửi đi bạn. Bán luôn non, anh em nào về nuôi tiếp. Bán luôn non luôn. Khu mình trồng toàn thanh long không nào các bạn thấy không? Xứ mình là xứ thanh long. Xứ mình là xứ thanh long, toàn thanh long không các bạn ơi. Giờ đây có mơ. Có nhà mình trồng kiểng à. Hồi xưa mình cũng trồng thanh long mà giờ mình phá ra bớt rồi. Thanh long của mình bị lệ thuộc Trung Quốc quá nhiều các bạn. Bị lệ thuộc Trung Quốc quá nhiều mà bây giờ Trung Quốc nó cũng bị ảnh hưởng lắm. Nói chung không có riêng gì mình mà mấy cái nước lân cận cũng bị ảnh hưởng Trung Quốc chứ không có riêng gì mình các bạn ơi. Mình là một nước nhỏ mà Trung Quốc là nước lớn, mà mình ở gần nước lớn thì đương nhiên thì ảnh hưởng của nó rồi. Không sao chạy khỏi được. Nó là nước lớn vậy, một phần là Trung Quốc dân đông. Nó là một cái nguồn tiêu thụ lớn của thế giới mà tất cả các nước đều tiêu thụ về nó mà, chứ nó không có riêng gì nước mình. Cái ngành thanh long bởi vậy Trung Quốc mà nó ảnh hưởng dữ lắm nha các bạn. Nhiều khi dân mình mở miệng ra cái hay chửi Trung Quốc lắm mấy bạn. Mà Trung Quốc mà đóng cửa hải quan một cái coi. Thấy là chưa chết gì hết mà mình đây mình đấu trước rồi mấy bạn. Xuất khẩu nông sản rồi là rất là khó khăn. Trung nu nha các bạn.